Quy đâu mẹ? Đang chở. Trời ơi, hết hồng. Mẹ mới vừa chạy vô, mới vừa chở mẹ lên tới. Nghe vô nhà. Hôm qua thì mua bánh kem của ông chồng, còn anh Dung thì mua bánh kem của bà vợ. Ở hai vợ chồng. Sinh nhật của ai biết. Nay tổ tổ chức sinh nhật cho mẹ hoành tán hơn mấy năm mấy lần trước. 15 tháng 12 hả? 15 tháng 12. Ờ nay vậy đâu có hai đứa gì đâu. Vui nhỉ? Cũng vui. Cái sống đó. Sao không biết mấy được mấy thằng. Rồi qua dọn dẹp tên bạn đi qua. Dọn dẹp rồi tên bạn đó. Ăn lẩu rồi. Khỏi nấu cơm. Ủa? Không có, nãy giờ không có đem cơm lên hả? Tên này đâu có nấu cơm nữa. Thì thấy anh đi chế nào thấy không? Dương sẽ Dương mua qua. Bông này bông gì không? Bông gì qua này qua. Cẩm chướng hả? Hồ Dung hả? Cát tường. Không có nhớ tên. Hồi nãy á hả? Tính mua bông ly mà bông ly. Chỉ nhiêu bông? Hơn 170. Có rã đông ra không chị? Thì cơm giòn đúng không? Ừ. Cơm giòn là gì? Gan cơm nào cũng được, gan lấy một hai cây này vô mua để gan cơm nè. Này Dương Châu hay là... Ừ. Ủa này phải đã đông rồi chứ nóng đá nè. Nè, chút xíu gã à. Đổ ra cái thôi. Này gì chị Dung? Ừ. Ăn thịt vịt á. Này vịt quay. Vịt quay vô mua à. Người ta tắm tốn cho to. Thôi đến ngày chị nào ăn thì khổ nha. Để khổ chứ không được. Còn bún, bún này là ăn khổ hả? Bún này vịt á. Con vô cánh vàng nãy mới đây rồi. Đây, hai đứa con. Để sắp sắp sắp. Cho cậu Út ăn cá giữ sắp sắp đi. Cậu Út sợ rồi, cậu Út ăn lẩu gà không được. Cậu Út ăn chỉ có bún thôi. Chị đang sợ xúc xích không? Đây là ủa, đơn sắt mấy bạn nhiễm mở ra đây nữa nè. Chị để cái điện buồn. Chị, hiện tại là chị Tan đang sợ xúc xích nha mọi người. Áo mỏng tối ngủ nhìn mình nằm mơ. Thấy chị xúc xích hả? Thấy chị xúc xích hả? Vậy là còn ăn được. Có gì không có đi bình thường, giờ ăn gì bình thường. Nhưng mà bây giờ bánh tét rồi đưa em là em không ăn bình thường được á. Em tưởng tới Tết luôn á, không biết Tết còn ăn được bánh tét không á. Trời, ăn Tết thì Tết khỏi ăn. Này Dung kêu xúc cắt xúc thích ra đoạn chiên cơm nè. Chiên cơm Dương Châu nè. Khánh Dung. Tàu hủ này làm gì chị Khánh? Tàu hủ đó hả? Chút nữa chị để vô rổ được. À, chị cắt. Cái bông nó lên hình đẹp quá. Đậu hũ này hồi nãy Khánh mua ở trong siêu thị nè. Để mở ra thử coi, yên tâm nó có ngon không nè.
đậu hũ này nè Trang mà lấy chiên ăn ngon hơn đậu hũ kia. Ừ, béo hơn. Nó mềm, ở ngoài nó giòn mà ở trong nó mềm. Đậu hũ trứng á. Đó, ừ. Chỗ trứng chiên ngon lắm. Đậu hũ này nè, chiên ngon lắm. Nồi nó mềm nè, thấy không? Nó mềm như em bé luôn vậy. Dễ thương. Mát. Chút nữa là để cho đậu ốc thì ăn gà không được thì để tổ ốc ăn đậu hũ nữa. Ơi, mày làm gì em? Nhiều quá vậy? Mỗi mà. Hôm nay để làm gì vậy? Hả? Cơm để chút xíu mỗi người cơm. Tắt bát thì sao? Dạ? Không tắt được. Tắt. À, tắt hả? Để không? Dì Hương bật ngược lên, dì Hương bật ngược lên. Quay quay ngược lên, quay khách lắp lên luôn. Quay lên chứ phải quay xuống, dì Hương quay xuống rồi. Quay lên luôn, quay lên nữa. Lên. Vậy hơn cứ quay thường thấy sao không thấy quay lên thì nó lên lửa cái trời luôn mà. Không sao, cái hồi cái dặn cái này hết lửa à. Lỗ cái mấy sắt hết này để cho Khánh Vy với ông Út nè. Lấy cái nồi đi, còn cái nồi nào lửa cũng hay nha. Đây nè. Còn nồi dưới á. Còn hả? Chút nữa cậu Năm có ví dụ ba có lên nữa nha. Còn con rủ mở ốc rồi, nãy mở ốc bắt máy rồi. Rủ mở cùng Năm mà Năm nói xa quá mà Năm ngán. Thôi, với cái hàng xa. Đánh cái vòng á, cái cậu kêu làm một hồi xa hàng hồi hả? Thôi. Làm gì vậy? Không? Được rồi. Được rồi, hả? Bỏ lẩu hay bỏ tủ lạnh? Đi không? Bỏ tủ lạnh. Mẹ mẹ. Hả? Dặn xuống, dặn xuống. Để xuống. Bữa mình hối chiếc cơm hả? Ừ. Lấy gì vậy? Ăn này, ăn đông hay gì vậy ta? Cái này Dung đang... Chị bỏ cái gì đây nè. Cho tấm bánh nhiễu lao nữa. Dung bắt ba ăn cơm. Rồi sao bữa dưới hả? Bỏ thì cơm chiên. Cái bữa dưới thôi Dung. Hả? Cái bữa dưới rồi ba ăn cơm. Chiên nó héo lại mà. Đúng không? Tiếng. Nè, hả? Cái gì? Chị chú phải hả? Ốc dưới một á. Mì nó còn cái này chiên luôn phải không? Ờ chiên luôn á. Lại như đây được rồi. Còn cái này là ấy nè phải không? Cái này cái đó để ăn. Cái này sắc sao? Chắc còn vậy hả? Lấy dĩa đi, cái dĩa này chung với dĩa này nè. Dĩa dưa leo nè. Này đổ tâm có ớt hiểm nè. Ăn cũng cay cay thơm thơm. Cũng ngon. Ớt hiểm này ớt hiểm non cho nên nó không cay không á. Cái chậu bông này là để trong nhà hay để ngoài nè? Để trong nhà đem vô ngay chỗ cái ấy gì ta. Để khỏi không đóng mất rồi. Đến bàn luôn hả chị Khánh? Cưng để chỗ khỏi không đóng á. Không có cái chỗ để tình hình á. Mà chưa có tình hình á. Cái chả này ăn ngon dữ lắm. Cái chả này là Trang giới thiệu cho mình nè các bạn. Là chả này có ớt. Ớt hiểm nhưng mà ăn nó theo theo thôi chứ cái nó không cay mà nó thơm. Chả thơm nữa thì nó theo theo. Mình chiên. Mình chiên thịt bò với lại xúc xích. Chiên xong rồi nhìn nó vậy thì chiên cá cái trứng chiên giòn nói chung là cũng được thôi chứ còn nói ngon thì con chắc không ngon. Đáng lẽ là phải trứng bò chiên á. Nghe đâu biết đâu cơm rồi để lọt kiểm soát nhiễm luôn. Ở đây cắm vị hài em cắm vị hài cái bà ngoại cái bà ngoại gì nó nói chuyện gì Vy nó đòi là mua quà mà ở nhà lại vô nó nhỏ em lại đòi mua quà cho bà ngoại vậy hả? Xong rồi lát Trang nó đòi Trang chở đi cái đòi Trang chở đi mua quà thì cuối cùng Trang mua cho quà cho ông Vy á cho bà ngoại á cho cái kẹp mua cái kẹp cho bà ngoại hả? Vô thử lửa nha em sao nó biết là nó đòi mua quà cho bà ngoại hả ta? Thì nó biết sự nghiệp bà ngoại mà sao nó biết phải mua quà hả? Hồi nào tới giờ nó đâu chị đâu có kêu nó lại mua quà cho bà ngoại đâu.
gió tử rồi. Cái cao tới rồi. Hồi nãy là đợt 1, còn bây giờ là đợt 2. Là tổng cộng được nhiêu cây ốc? 15 cây. Hả? 15 cây cao. Thọt vô hướng nhỏ thì thọt vô nhỏ được không? Thọt vô nhỏ con lấy. Sao bữa trời đó. Làm hổ ra. Sao lại nữa? Sao lại nữa? Có làm nó không ra đi chơi được á. À không ra được phải không? Để khách điện cậu Năm thấy ha. Rồi qua nước bột cái em không biết. Thôi cho hết mình ăn luôn hay không? Cái chỗ hổng đó là tôi mua ở nhà ngay ngay cái bàn đó phải không? Đúng rồi. Để xúc xích này hồi rồi Út ăn được. Nó làm thế đi. Trời ai sáng con cây rụng lên cái đám vậy chút chút đi ha Út. Vậy cho con người không mua. Có 5 ngàn cây à. Cây cao con hả? Người ta mua người ta làm gì đây? Quá trời luôn. Đêm rồi có giá đó, tổng ta bán cái. Giờ cây con không có bán luôn rồi. Hồi nãy con lên mà Út cái gặp thằng Duyên nè. Cái thằng Duyên nó nói giờ hồi đó tới mít bự bằng nửa cái bàn này nè. Đã mua cả tiểu mấy con tái vậy á. Giờ tới mít bự hết 50 ngàn không ai mua. Dễ quá trời mấy người đang mít là được. Làm hai mấy ký đó. Tao biết mấy cái bự lắm rồi. Giờ có mấy ngàn cái mà. Chị Hương chứ đây. Chị đây tình còn ngủ hiện có 2 ngàn ký hả? Dễ lắm. Trời ơi, ăn cái bà nội đi. Xong tôi nói đậu mấy ngàn chiếc ở ngoài cửa khẩu mà đi không được. Chứ tôi không được. Con ba tiên là ba mít chết. Hồi lúc trước ai tàu mít ngon hả? Hả? Ừ. Hồi đó tiểu mấy con tái. Giàu luôn, giàu luôn. Trên này ta thấy mệt. Nó có đợt, nó vừa mà nó lúc rẻ lúc mắc vậy đó. Mắc tái thì cái khác cơ bản có giá. Cây tái mắc ha, là cây khác có giá. Vậy hả? Mà ốc cái này bỏ mít cái năm tới cái mít mắc đi tới sạch. Còn mấy dịch này. Có gì người ta chặt. Người ta đỡ mẫu người ta chặt tới dục năm khác. Giá không nổi. Giá mà rẻ quá nè, dân như vậy. Dân tối bà luôn. Giá thì dục chứ. Dạ. Mẹ ơi, dạ. Nhà có mặn nha. Con mua đây mặn có một kẹp. Thì có hả? Dạ. Con mua cho ngoại hả? Dạ. Mà ai kêu con mua cho bà ngoại? Con tự kêu. Con tự kêu hả? Dạ. Còn mà chút chuyện nào con mới tặng bà ngoại? Tắt đèn tới khu đi con mới tặng. Dạ hả? Tắt đèn tới khu mới tặng hả? Rồi con biết bà ngoại thích cây kẹp đó mà con mua. Tại vì ngoại thích kẹp mà. Tại vì đây 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 nè. Lỡ ngoại thương cái kẹp sao? Ừ, mà hỏi con này thì dạ. Thầy ơi, biết cha. Xin lỗi, xin lỗi, đang hả? Đau hả không? Đau hả? Dạ. Nó móc đi cứng cẩn thận hơn nha. Mẹ hỏi nè. Tụi con á, tụi con đi cứng cẩn thận lắm. Rồi. Chút nữa tặng bà ngoại thì con nói bà ngoại sao? Nói ngoại chúc mừng ngoại sinh nhật vui vẻ. Ai dạy con hả? À? Không phải. Sinh nhật kỳ bí. Sinh nhật kỳ bí hả? Phải. Sinh nhật chúc. Sinh nhật. Sinh nhật kỳ. Hay là sinh nhật tám. Mà mày hỏi là ai dạy xí ok nói tầm mấy vậy nói sao nói thiệt đi sinh nhật dễ thương ví dụ mẹ là bà ngoại đi rồi con nói sao nói chúc đây là bánh kẹo của con nè bánh kẹo của con chưa cho bà ngoại thấy đâu biết mặt chứ mẹ không khai với mẹ đâu hả? À. Trời ơi. Ủa cái mặt đường đâu chị Khánh? Hả? Mặt đường á là lông đường Thanh Bạn luôn. Đảo xong rồi hả chị Hương? Nhà Khánh chiên bò. Qua lên chiên qua đi lúc cậu Nam mới được. Qua chạy về nhà lấy cơm rồi, nặng cho Dung chiên cơm. Bữa nay là sinh nhật chỉ có trong gia đình thôi. Mình xong rồi mình về. Ê vậy. Không, mình
cân. Tự phạt nha. Bò này thì là phải áp chảo mới ngon, mà để chút xíu nữa, tại vì là giờ Khánh không có cái chảo chống dính. Hồi nãy Khánh có kêu mẹ Khánh cầm chảo chống dính ở nhà lên, vì lúc trước là Khánh có mua hai cái chảo chống dính lượt lận mà mẹ xài mới có một cái à, thì còn cái ở nhà mà mẹ quên đem thì thôi luôn. Dì Hương lấy cái dĩa này. Kìa, quay lên kìa. Quay, chạy lên bánh giúp con ăn rồi. Giúp con ăn gì hai ơi. Con Năm đang chờ kìa, đi dưới đây. Cầu Bà Nâu hả? Cầu Bà Nâu. Cầu Bà Nâu. Con biết cây cây ngay giờ đi chạy hẳn luôn. Ngay cây cột điện không? Ý là cây cầu đó có đi bộ qua được không? Nó cho chạy rồi mà. Xong qua xong. Hai chỉ cho nè. Em là cầu ủng hộ, còn cầu Bà Nâu khác. Để hai chỉ cho qua nhớ nhà có cái cầu mà. Chị Hương ơi, khuôn thánh hai hộp đó luôn mà gì Hương. Còn hai hộp nữa, xin luôn. Rồi xin qua đi rước cậu Năm là có ăn được rồi đó. Dương chim cho nó ăn được. Dương chiên hay không? Biết mà. Qua không có biết đường đi đi cái ngã kia qua nhà con Năm nên là nãy giờ tận dụng chưa biết đường đi. Thì nãy giờ để đó. Cái nào còn dính ấy thì nó nào đó nó hở tên thì nó màu này mà ở dưới thì màu kia. Có vịt muối tiêu á, tôi thấy ông Quỳnh. Muối tiêu. Ừ. Để đâu? Để chút chị kiếm nè. Có 3 vịt. Số gì không thấy vịt muối tiêu. Cho là nhà hàng này đó hay đúng không ta? Là một ngày biết bao nhiêu người ăn mà ăn đồng lương lộn xộn mà người ta làm gọn ha. Rồi Dung làm cơm chiên. Quá nhiều đồ luôn, quá nhiều đồ ăn này. Đẹp quá. Con cái nhỏ đây nữa nè. Nè. Đó, bây giờ mình sẽ ăn nhiều lắm. Còn cái này là ủa? Hôm nay là ăn sinh nhật. Sanh hồn của bà ngoại bé Vi và mẹ của chị Dung với mẹ của cơm ăn sao hả chị Dung? Hai chị em thì bây giờ ở nhà không có tiền ở nhà, tiền mất đi rồi, mất đi học rồi, không có thể nào mà về một bữa rồi đi ta lại được. Cho nên là Khánh với Dung với Hoa hay phiên nhau làm giùm thanh tiền. Tổ chức sinh nhật cho mẹ, giờ tiền chỉ được nhìn thôi, ăn sinh nhật bằng một cái ánh mắt thèm thuồng thôi. Ừ. Chứ còn không có ăn trực tiếp được. Chút nữa trẻ cưng trẻ vừa được không? Cũng được, nói chung là cưng trẻ phân nửa ra rồi cái mình gọt hết vỏ ra rồi cái mình chia làm hai dĩa phân nửa tứ đi, hơn phân nửa đi qua cưng, rồi mình ăn mặn gọt mặn luôn. Cái gì mà gọt ra luôn chị? Mặn gọt ra luôn đi. Hai cưng làm đi, có hai dao thái kìa. Hai dao thái. Nêm mà nêm ăn cơm ngon.
thôi, cắt bằng đôi cho cưng, được cái cưng xẻ cái đầu nó ra, gọt cái màu nó ra cũng được. Ốc coi YouTube. Giờ này mà còn cái lơn vậy. Mấy cây này Khánh Tòng sống à. Ra ông Ốc kìa. Ra ông Ốc chơi với ông Ốc. Mẹ Thánh tính cho Thánh hai con chó. Còn chó nhà này á, đem bên đây nuôi đã đợi hai con. Nó bị tai nạn chết hết rồi. Bị tai nạn một con này bị té dũng chết lúc mà mẹ chưa mở mắt. Nó bò xuống dũng. Cái gì con? Rồi mẹ leo lên. Chưa được. Thánh Vy không leo lên được đâu. Bà ngoại xuống kìa. Bà ngoại xuống với con kìa. Trời ơi nguy nguy hiểm lắm mà lên. Mày xuống liền. Mấy cái đít ụp lên luôn tiếng Ngân. Mắc cười quá à. Cho mẹ Thánh với cậu Út. Với cậu Nam ba anh em ngồi bàn. Dạ, bàn bên đó đi gì hơn. Đầu bếp kia ăn vụn cái gì nha nha kìa. Nếm tao nếm đàng hoàng. Đây là hủ gừng ngâm Hàn Quốc. Giờ đổ ra cái gì đó. Cái này là ngon cho nên để dành. Để dành có món ngon ăn kèm mới mới lấy ra ăn. Hủ gừng huyền thoại của chị Dung á. Chị Hương với cậu Nam, cậu Út với mẹ Khánh. Bạn bên đó đi.
người lớn thì ngồi theo người lớn, còn con nít thì ngồi theo nít. Vậy là chị Khánh ngồi trong với nít bé Phê luôn phải không? Không, chị Khánh ngồi trong với nít. Và con cưng á. Khánh còn bé lắm cơ. Chị Khánh còn bé lắm. Rồi, bên này. Rồi hiểu chị Khánh nói gì đó. Chị hót bên đây đi. Cậu Nam ăn cướp gì vậy? Cậu Nam ăn cướp hả? Coi về tối rồi. Cậu Nam ăn cướp hả? Tự nhiên Diễm ba. Sao hả? Diễm chạy xe đạp của cậu Nam đi, Diễm xe đạp của Dưỡng bị xuống dưới sân hoài à. Cái qua chạy gần ra cậu tới cầu Rạp Lá thì gặp Dưỡng mà nhìn qua đâu biết qua nhanh nhanh mà. Diễm hú rồi chứ. Cái gì nè qua đâu biết đâu, cái qua chạy rồi có quay lượt quá, Diễm ba Diễm quay rồi có chạy mới được quay lượt quá, Diễm ba Diễm quay lượt. Sao sao cái nãy chạy Diễm ba tới đây rồi. Cái Diễm ba nói với cậu ô Nam em tính vậy nè, hồi anh Út chợ ủa hồi anh em có gian anh Út về để xe đạp anh đây, điện thoại con ấy nó đưa anh về để sáng mai anh ừ thì cậu ba tính vậy đó. Ủa Diễm Nam cái gì Diễm ba vậy vui vậy. Đó, cậu Năm xuống nghe tiếng của cậu Năm rồi đó. mới nói cậu Năm mẹ thấy thuốc bị ngứa. Cậu Năm mới hỏi thăm mẹ. Mẹ Khánh là chích ngày hôm qua mới thì chích mũi thứ hai thì nè chừa cho anh Khánh đi hai cây thuốc thích ngày qua. Rồi cái này thì ông Út ăn không ăn bò ăn gà ăn vịt được thì giờ ông Út ăn thuốc thích cũng được. Với miếng thì cho đây nhiều không? Bánh mì. Bánh mì cũng hơi to quá. Bánh mì nè. Bánh mì quá. Đây là lần đầu tiên. Hai gì ba kêu kìa. Hai. Đèn này có gì ba Dung hả? Hay có gì đưa tiền hả? À? Đèn có 50 ngàn hả? Sao rẻ hả? Đâu cũng đốt mà rẻ rồi. Rẻ hả? Con đi chơi với bà ngoại với ông Út đi, chứ con Năm nữa. Đem đồ ăn vô đi ba ơi. Lấy ly ra, lấy ly đồ vô luôn ơi, được rồi đó. Còn cái này lấy cái
Dung ơi, lấy cái chén đó Dung, đổ cái này ra đi chia lần 20 chén vậy á. Ăn hồng chấm với rau này ngon lắm. Ngon lắm. Nói hay thử rồi. Ngon chứ sao vậy sợ. Hả? Chén ăn còn mà. Không đủ á. Đủ, hai mới mua thêm chục nữa. Chút mấy cái rau này mà chấm với cái đó là bá trí đi. Để mầm. Cái nọ cái con giống như cái mầm đó. Là cái con. Mà hấp dẫn dễ sợ. Khó nhất là cá. Rồi đó, lấy tương ớt với cái đó luôn nha. Lấy thêm tương ớt đặng có chấm gì thì chấm.
chưa? Lấy đồ đi đó. Dạ, đứng lên đi, đứng lên. Thôi đi đó đi. Để từ đó thôi. Thôi nhiều á. Dạ, dạ, dạ. Bê không? Bê không? Cho chồng mình bao nhiêu? Vô đi vô đi.